giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy tại căn nhà 6 tầng. Diane Buffet, người phụ nữ lén đút 10kg hải sản vào ba lô mang về. Bé gái chưa đủ 16 tuổi sinh con, bắt giam 4 đứa trẻ. Abbas Leader cam kết giải quyết học phí cho phụ huynh trước tháng 10 năm 2024. Truy bắt 3 nghi phạm bắn 3 người thương vong rồi phong tỏa. Hà Nội giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy căn nhà 6 tầng. Tối 25 tháng 1, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà cao 6 tầng, diện tích 75m2 tại quận Cầu Giấy. Theo cơ quan chức năng, đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ tại tầng 2 của ngôi nhà, với chất cháy chủ yếu là các vật dụng gia đình như giường, tủ thờ. Vì vậy, khi hỏa hoạn xảy ra, đã tỏa nhiều khói lên phía các tầng trên. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy nắm được thông tin có người mắc kẹt trong đám cháy nên đã mang theo thiết bị phá dỡ đa năng cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở để tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các tầng. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cảnh sát sau đó đã cứu hộ đưa được 3 người bị mắc kẹt tại tầng 5 ra ngoài. Trong đó có một người bị thương ở chân, không tự di chuyển. Sau khoảng 20 phút ngọn lửa bùng phát, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trên đường đưa vợ đi khám bệnh, đại úy công an cứu một cô gái bị kẻ biến thái hiếp dâm. Ngày 25 tháng 1, tin từ Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, đại úy Nguyễn Sơn Hà, cán bộ đội tham mưu Công an huyện Nam Đàn, trên đường đưa vợ đến bệnh viện đã kịp giải cứu một nữ nạn nhân bị khống chế hiếp dâm bên đường. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 5 tháng 1. Đại úy Hà trên đường chở vợ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Cửu Đông, thành phố Vinh, Nghệ An. Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, đại úy Hà đã phát hiện hai chiếc xe máy mang biển kiểm soát đăng ký ở Hà Tĩnh và Nghệ An bị đổ bên đường. Nghi vấn có chuyện bất thường, đại úy Hà tiến tới vị trí hai chiếc xe máy để kiểm tra. Khi tiến lại gần, anh Hà nghe tiếng kêu cứu của một người phụ nữ: "Anh, chị ơi, cứu em với." Quan sát xung quanh, đại úy Hà phát hiện người đàn ông đang ngồi đè lên một cô gái để nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay lập tức anh Hà xuống ngăn cản, giải cứu cô gái. Thế vậy đối tượng liền bỏ chạy về chiếc xe máy với ý định tẩu thoát, nhưng đại úy Hà đã kịp ngăn chặn bắt giữ. Trong lúc giằng co, người đàn ông bỏ chạy, nhảy xuống ao nước để trốn. Sau đó, đại úy Hà được sự hỗ trợ của lực lượng công an xã Hưng Hòa và người dân đã truy bắt khống chế thành công đối tượng, đưa về trụ sở công an xã Hưng Hòa để làm việc. Quá trình khống chế bắt giữ đối tượng, anh Hà bị chống trả dẫn tới bị thương, bầm tím ở vùng cánh tay, cổ tay và bàn tay phải. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Đạt, 37 tuổi, trú tại Thanh Chương, Nghệ An. Nạn nhân được cứu là chị Mai Thì, 24 tuổi, trú thành phố Vinh. Clip vội vài tích tắc, xe máy lít bị ô tô tông văng lên vỉa hè, nữ tài xế gặp nạn. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông mới đây cho thấy, nữ tài xế điều khiển xe máy lít di chuyển sang đường cắt đầu ô tô thì bị tông ngang. Sau cú tông mạnh từ ô tô, nữ tài xế đi xe máy lít bị hất văng xuống đường, trong khi xe máy văng hàng chục mét lên vỉa hè. Nữ tài xế đi xe máy lít nằm trên đường và giơ tay như muốn cầu cứu. Nhiều người dân thấy người gặp nạn đã tới giúp đỡ nữ tài xế. Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook. Trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá, hai tài xế ô tô và xe máy đều vội vàng và di chuyển thiếu an toàn khi qua đường giao nhau. Đi ăn buffet, người phụ nữ lén đút 10kg hải sản vào ba lô mang về. Ngày 25 tháng 1, trên fanpage của nhà hàng Buffet CD xuất hiện một đoạn video livestream nói về việc một vị khách nữ sau khi dùng bữa xong tại nhà hàng đã lén đút 10kg hải sản chín vào ba lô mang về. Hành vi này đã bị nhà hàng phát hiện và giữ lại để xử lý. Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Có rất nhiều lượt xem, lượt like và lượt chia sẻ. Đa số đều phê phán hành động của người phụ nữ. Chị Lý Liên, đại diện nhà hàng Buffet Hải sản CD ở Hà Nội, xác nhận vụ việc vừa xảy ra vào trưa 25 tháng 1 tại một cơ sở nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Chị Liên cho biết, bàn khách này gồm 7 người, vừa ăn vừa đút hải sản vào ba lô để dưới gầm bàn. Theo chị Liên, nhân viên nhà hàng thấy khách lấy hải sản về bàn, nhưng khi dọn bàn thì không thấy bỏ, nên báo cho bộ phận an ninh. Khi ra về, bộ phận an ninh nhà hàng yêu cầu thực khách cho kiểm tra ba lô, nhưng khách không hợp tác, bảo trong ba lô chỉ có quần áo. Nhà hàng đành trích xuất camera cho vị khách xem. Khi không thể chối cãi được, chị khách đã đưa ba lô cho bảo vệ kiểm tra. Trong ba lô, chị khách mang về có cua, ghẹ, tôm càng xanh, bánh bao kim sa, sashimi, cân lên gần 10kg. Phía nhà hàng cũng đàm phán, giải quyết nhẹ nhàng, chỉ tính phí đồ thừa, nhưng chị khách không chịu, bảo không biết chữ, không có tiền. Sau gần 2 tiếng không giải quyết được, phía nhà hàng đành gọi công an đến xử lý. Công an yêu cầu chị khách phải đền bù thiệt hại cho nhà hàng, chị Liên nói. Bé gái chưa đủ 16 tuổi sinh con, bắt giam bố của đứa trẻ. Ngày 25 tháng 1, Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam Bảo Tính, 22 tuổi, trú xã Gari, huyện Tây Giang để điều tra về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Tây Giang tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã Chợ Ôm về một trường hợp một bé gái sinh con khi chưa đủ 16 tuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định vào giữa tháng 1 năm 2023, đối tượng Tính đã quan hệ với người mẹ chưa đủ 16 tuổi này. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25 tháng 1, cơ quan Công an bắt tạm giam Tính. Công an huyện Tây Giang đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm. Phim của Trấn Thành quảng cáo trái luật trên xe khách, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì? Chiều 25 tháng 1, bà Lý Thị Hồng Loan, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM trả lời báo chí về phản ánh pano quảng cáo phim Tết của Trấn Thành dán lên xe ô tô vi phạm luật quảng cáo. Cụ thể, ngày 24 tháng 1, xe ô tô khách loại 47 chỗ ngồi lưu thông trên đường quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức được trang trí dán toàn thân xe, cả mặt trước lẫn mặt sau của thân xe có nội dung Mai, một bộ phim của nghệ sĩ Trấn Thành. Bộ phim tình cảm gia đình cảm động nhất dịp Tết 2024. Trả lời về vấn đề này, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết, Điều 32 luật quảng cáo quy định, việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện. Việc thể hiện biểu trưng logo, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông. Theo bà Loan, các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo vi phạm những điều trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 đến 5 triệu đồng đối với các hành vi quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông, quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định. Tuy nhiên, đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM khẳng định, đơn vị không có thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông trên đường nếu vi phạm. Và đây thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM rà soát, kiểm tra và quản lý. APEC Leaders cam kết giải quyết học phí cho phụ huynh trước tháng 10 năm 2024. Chiều 25 tháng 1, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trên địa bàn TP.HCM có 41 chi nhánh Anh ngữ APEC được phép thành lập giáo dục và cấp phép hoạt động giáo dục từ năm 2016. Trước đại dịch COVID-19, trung tâm này hoạt động bình thường và đây cũng là một trong những trung tâm giáo dục có quy mô lớn ở TP.HCM. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, kể từ tháng 4 năm 2023, Sở đã có quyết định đình chỉ 39 trung tâm do vướng các quy định về pháp luật. Hiện tại, chỉ có 2 trung tâm hoạt động ở Phú Nhuận và quận 6. Theo ông Minh, 2 trung tâm này hoạt động nhằm giải quyết học phí cho học sinh cũ. Nhà đầu tư cũng cam kết không tuyển thêm học sinh mới và không thu thêm học phí. Tuy nhiên, khi trung tâm mới hoạt động được 2 ngày, phụ huynh kéo đến gây mất trật tự, khiến hai chi nhánh phải ngưng hoạt động. Trong quá trình thực hiện cấp phép hoạt động cho APEC Leaders, Sở muốn tạo điều kiện để trung tâm giải quyết tất cả những nội dung với phụ huynh. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cam kết từ đây đến tháng 10 năm 2024 sẽ giải quyết hết tất cả học phí liên quan đến quyền lợi phụ huynh, ông Minh nhấn mạnh. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay đã làm việc với công dân 5 lần, trong đó có phụ huynh chưa được giải quyết, có phụ huynh có con đang học, có phụ huynh là người thân đi hộ, thậm chí có những phụ huynh đã được đền bù nhưng vẫn kiến nghị đóng cửa 2 trung tâm còn lại. Điều này gây khó khăn cho ngành giáo dục, ông Minh nói.
truy bắt nghi phạm bắn 3 người thương vong rồi phóng hỏa. Chiều 25 tháng 1, Công an tỉnh Vĩnh Long đang ráo riết truy bắt nghi phạm dùng vật giống súng bắn chết người, làm bị thương 2 người khác, sau đó đốt nhà của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, người dân ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Mọi người chạy đến thì phát hiện có 3 người bị bắn, gồm ông Công, 59 tuổi, bà Huyền, 60 tuổi và anh Đức, 40 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Sau khi bắn 3 nạn nhân, nghi phạm đã dùng xăng đốt nhà của ông Bình, 60 tuổi, cha ruột của anh Đức, rồi lên xe máy tẩu thoát. Người dân đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng, bà Huyền đã tử vong trên đường đi. Tiếp nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Mang Thít khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đức vay tiền nhưng mất khả năng trả. Gần đây, có người đã nhiều lần đến đòi nợ nhưng không được, sau đó xảy ra vụ việc. Hiện cơ quan công an đã xác định được nghi phạm là người đàn ông quê ở Đồng Nai và đang tổ chức truy bắt đối tượng này. Bắt băng dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 1, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mận, 64 tuổi, Nguyễn Tấn Dũng, 44 tuổi, Huỳnh Thông Minh, 42 tuổi, Phù Văn Tuấn, 55 tuổi, Lê Thị Ngọc Hương, 65 tuổi và Vũ Đức Sáu, 50 tuổi về tội trộm cắp tài sản. Qua công tác trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, Công an quận 1 đã ghi nhận thông tin về nhóm đối tượng thực hiện trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt công cộng. Sau thời gian rà soát, theo dõi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 1 đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận quen biết thông qua các mối quan hệ xã hội và cần tiền tiêu xài nên bàn bạc cùng thực hiện trộm cắp tài sản. Theo đó, nhóm này phân công bà Mận và bà Hương và ông Tuấn lên các tuyến xe buýt qua quận 1, chọn vị trí ngồi ở phía cửa sau xe, nơi xuống xe, chọn khách có tài sản sơ hở rồi dàn cảnh để trộm cắp. Còn Dũng, Minh và ông Sáu phụ trách chở bà Mận, bà Hương và Tuấn đến trạm xe buýt. Sau đó, nhóm của Dũng chạy theo xe buýt để nhận giữ tài sản trộm được và chở các đối tượng chạy thoát. Tài sản sau khi trộm được, cả nhóm giao cho Minh đem bán rồi giao tiền bà Mận để chia sẻ cho cả nhóm tiêu xài. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện trộm cắp vào ngày 5 tháng 1, 6 tháng 1 và 15 tháng 1. Trong ngày 15 tháng 1, các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản. Không phải hộp vịt lộn, canh bu bu của người Việt mới là món gây ám ảnh nhất mạng xã hội. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video do một TikToker 88.000 lượt theo dõi chia sẻ về món ăn nổi tiếng ở nơi mình sống. Điều đáng nói là món ăn này được chế biến từ một loại nguyên liệu tươi sống đặc biệt. TikToker cho biết đây là món canh bu bu được nấu từ con bu bu, một loại nòng nọc sinh trưởng ở những con suối thuộc các dân tộc ít người miền núi. Sau khi được sơ chế, người này cho sả, hành tím cùng một ít gia vị khác rồi trộn đều với nhau. Đặc biệt, một loại nguyên liệu không thể thiếu khi chế biến là mẻ. Sau khi nước sôi, nữ TikToker cho hỗn hợp đó vào nồi. Chờ đến khi nước sôi lần 2 thì tiếp tục cho lá đắng đã được thái nhỏ lên bề mặt. Lúc nấu xong, canh bu bu có màu vàng đục, thịt bu bu được giữ nguyên vẹn, lẫn trong đó là lá đắng được thái nhỏ. Mặc dù là món ăn có nhiều người sống ở khu vực miền núi, đoạn clip vẫn gây xôn xao vì netizen không nghĩ rằng thịt của con nòng nọc hay bu bu có thể chế biến làm món ăn. Một số người còn đặt ra câu hỏi liệu ăn xong có bị trúng độc hay không. Chủ kênh cũng chia sẻ là thịt con bu bu khác nòng nọc thông thường vì con bu bu khá lành tính. Tuy nhiên, không phải nòng nọc nào cũng là bu bu. Nếu ăn phải nòng nọc của cóc thì sẽ bị nhiễm độc. Chính vì vậy, nếu không biết tường tận về loài này thì tuyệt đối không nên liều lĩnh làm thử vì rất dễ gây ra hậu quả khó lường. Trên thị trường, giá của bu bu được bán từ 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Nhiều người dân miền núi kiếm sống bằng cách bắt bu bu mang đi bán, mỗi ngày có thể kiếm được từ 100.000 đến 200.000 đồng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.